everyone. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá một cái cây cầu rất là đặc biệt. Đây là cây cầu gỗ do người dân tự làm mà có thể nói là dài nhất Việt Nam. Một cây cầu tự chế của nhân dân làm bằng gỗ. Đây là cây cầu mà bắc qua một cái khu vực bình nước khá là dài. Và ở cây cầu này nằm ở xã An Tịnh Đông 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cây cầu này nhé. Đây là cái cầu gỗ Hồng Cọp và tôi đang ngồi cùng với anh chàng sát vé ở cái cây cầu này. Bạn tên là gì? Bạn đệ. Mỗi ngày cây cầu này có bao nhiêu lượt người qua lại? Có 500-300. 500-300 người qua lại. Liền hai vùng đất nào? Tại sao mà đến bây giờ mà vẫn đang còn một cái cầu gỗ đặc trưng như này? Quan tâm nhà nước cũng có dự án nhưng mà đang chờ dự án, có dự án xây nhưng mà chưa có xây được. Và đây là cái cầu gỗ này là bạn đang làm việc gì? Đây bạn ấy đang. Qua lại đây nhiều lần không ạ? Tránh đường xe.